Chào mọi người nha. Chào mọi người quay trở lại với kênh YouTube Người Con Bình Thận của em nha. Thì đây là em một pha nữa quý vị ha. Pha này ngắt bữa mùng 2 nè. Thì hôm nay là được 6 đêm. Thì nó ra thì thấy quý vị thấy nó ra không còn gì để ra luôn. Là kinh khủng luôn. Chạy 16 đêm. Có phun sử dụng cái sản phẩm kích mâm hoa mà mới em mới chia sẻ với quý anh chị á. Ra quá trời ra luôn, ra khá đẹp luôn nha anh chị. Chị thấy nó ra tròn trụ luôn không? Mình phun kích hoa thì mình sẽ rút ngắn thời gian trong đèn của mình lại. Em tính sơ bộ cho quý anh chị xem trụ này nha. 47 giây nè quý anh chị, 47 giây trên một trụ luôn, mà hầu như là trụ nào như trụ đó luôn quý anh chị. Phun sản phẩm kích hoa và sản phẩm mới em chia sẻ nó cực mạnh luôn, nó cực kỳ mạnh luôn, nó mạnh hơn cái chai dạng nước của em luôn quý anh chị. Cái chai dạng nước là em thấy nó đã mạnh rồi nha, mà cái chai bột này em thấy nó càng mạnh kinh khủng hơn nữa nè quý anh chị thấy không. Cái trụ này chắc cả trăm giây quá. Một nè, nó ra cái búp trên đèn rồi nè, mà nó còn ra thêm nè. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, mười, mười một, mười hai, mười ba, mười bốn, mười lăm, mười sáu, mười bảy, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, ra cho đèn còn ra nữa, quá sung quá, 25, mặt 25 giây đó, và mặt bên này thôi, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 36 giây, 37 giây. Cho cái trụ 37 giây luôn. Chạy kia là 4 mấy giây, đây 37 giây, quý anh chị thấy giả mang chưa? Nè, nó ra, nó ra em thấy nể luôn. Phun cái kích hoa mới à, anh chị thấy không, ra đã chưa, ngắn mình chạy điện ngắn thời gian mình chạy lại đó, nó ra rồi, trời ơi tròn trụ luôn. Cúp bữa mùng 2 đó anh chị, không có mưa luôn nha, Bình Thận bây giờ cái chỗ em là không có mưa luôn, nói chỉ có xịt kích hoa thôi mà như nè, trời ơi nó ra coi. Nói cái trụ này nó te tu từ lưa luôn mà nó còn ra nè, tanh bành thấy mẹ. Sản phẩm kích hoa này cực kỳ mạnh, đúng là cực kỳ mạnh luôn quý anh chị. Quý anh chị cái một hũ vậy là quý anh chị pha cho 10 bình 16 lít, phun ướt tròn trụ cũng được, hoặc là phun cái mặt mình chạy điện cũng được, nó ra là ra đã luôn á quý anh chị, là đúng đẹp chất lượng sản phẩm. Quý anh chị mua hàng thì
liên hệ với em nha. Là cực kỳ ngon luôn chị ạ. Nó là cái búp rất là mập luôn nha, chứ không phải là ra cái búp mà ốm ốm đâu, nó là búp rất là mập tròn. Rồi vậy nha anh chị, chào anh chị nha.